Baby bus. Các bạn nhỏ ơi, chúng ta bắt đầu học nào. Hôm nay chúng ta có một bạn mới tham gia cùng chúng ta. Cậu ấy là một người bảo vệ sức khỏe. Cậu ấy sẽ hướng dẫn về những món ăn giàu dinh dưỡng rất ngon và có lợi cho sức khỏe. Tôi là người bảo vệ sức khỏe. Các bạn nhỏ ơi, hãy cùng tìm hiểu về chế độ ăn uống lành mạnh nhé. Người bảo vệ ơi, tôi nên ăn gì? Hãy để tôi xem nào. Theo tình trạng của bạn, hai loại thực phẩm này được khuyến nghị. Trái cây và rau củ giúp bạn nhuận tràn. Salad trái cây và sữa chua. Vitamin. Dưa hấu rất ngọt và nhiều nước, đó là người bạn tốt vào mùa hè. Có thể giúp nhuận tràn và tránh béo phì. Trượt để cắt các nguyên liệu. Dầu díp có thể làm chúng ta nhuận tràn và cũng rất giàu vitamin C. Một cốc sữa chua mỗi ngày giúp bạn khỏe mạnh và giữ dáng. Nước ép và trái cây ngọt sẽ làm nụ cười bạn ngọt ngào. Với ngô và thịt lợn muối. Khoai tây ngon có thể đem lại cho chúng ta năng lượng. Trượt để cắt các nguyên liệu. Hãy nghiền khoai tây ra. Dùng kéo để cắt lát thịt lợn muối. We'll be right back.
đầy năng lượng cho bạn. Món ăn giàu dinh dưỡng đã sẵn sàng, hãy dọn bàn ăn cho bạn bè đi nào. Bảo vệ ơi, tôi nên ăn gì? Hãy để vấn đề này cho tôi. Theo tình trạng của bạn, trái cây và rau được khuyến nghị. Nhiều trái cây và rau giúp răng miệng của bạn luôn khỏe mạnh. Nước sinh tố trái cây và yến mạch. Lê làm tỉnh táo và rất ngon miệng. Chuột để cắt các nguyên liệu. Dưa hấu rất ngọt và nhiều nước, đó là người bạn tốt vào mùa hè. Nhờ cũng rất giàu vitamin. Là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Hãy xem chúng ta có thể thêm gì vào yến mạch nào. Hỗn hợp trái cây, yến mạch và sữa chua ngon tuyệt sẽ làm bạn khỏe mạnh. Súp rau củ. Ôm cải xanh, cà chua, cà rốt. Bông cải xanh rất giàu vitamin, nó tốt cho sức khỏe của chúng ta. Mở vòi để rửa sạch bông cải xanh đi nào. Cà chua là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Hãy lấy cà chua ra nào. Chuột để cắt các nguyên liệu. Ăn nhiều cà rốt có thể giúp mắt bạn sáng hơn. Chuột để cắt các nguyên liệu. Thank you.
ta nên cho thêm gì vào nồi? Của bạn tươi mát. Món ăn giàu dinh dưỡng đã sẵn sàng. Hãy dọn bàn ăn cho bạn bè đi nào. Tôi chán đầy năng lượng. Tôi thích món ăn giàu dinh dưỡng.